đến với điểm tin game nhập vai số thứ 52 của GameHub.vn. Trong điểm tin ngày hôm nay, Phương Anh sẽ đem đến những thông tin mới nhất xoay quanh những tựa game nhập vai của làng game mobile trong tuần vừa qua nhé. Đầu tiên là Chaos Legion, tựa game mới nhất đến từ Snail Game, cha đẻ của tựa game Cửu Âm Chân Kinh vô cùng đỉnh đám. Chaos Legion thì được biết tới với phong cách nhập vai 3D, đồ họa và lối chơi thì cực kỳ quy mô. Trong game này, bạn sẽ được thực hiện vô vàn nhiệm vụ và tham gia vào các hoạt động cộng đồng khác nhau. Bên cạnh đó, đương nhiên người chơi cũng cần phải phát triển nhân vật lên những cấp độ sức mạnh mới. Một điểm đáng chú ý khác được Snail Game đánh tiếng về Chaos Legion chính là hệ thống PvP vô cùng đồ sộ. Theo hãng này thì game thủ sẽ có cơ hội tham gia vào những trận đánh lên tới vài trăm người cùng lúc. Hiện tại thì tựa game đã chính thức mở cửa đăng ký trước trên cả hai nền tảng thông dụng là iOS và Android, chuẩn bị cho ngày chính thức đổ bộ mobile. Mặc dù Sword Art Online có đến 7 phiên bản với lối chơi và phong cách khác nhau, tuy nhiên đa số chỉ dành cho console và web game, trong khi đó nền tảng mobile lại thiếu đi cái tên nổi bật. Tuy nhiên với Sword Art Online Memory Defrag, điều này sẽ hoàn toàn thay đổi. Phiên bản mobile này sẽ ném bạn vào những trường đoạn chiến đấu thời gian thực qua phong cách màn hình ngang truyền thống. Tuy mang khung cảnh 2D đơn giản, không có hiệu ứng màu mè, nhưng các thế đánh và chiêu thức trong game cho thấy sự nhanh mạnh cần thiết, đủ để thúc đẩy bạn phải tiến lên. Mặc dù chưa có thời điểm phát hành chính thức, nhưng sẽ sớm hơn, Sword Art Online Memory Plus sẽ được đến tay game thủ Android và iOS. Và hộ bản tiếp theo của dòng game nổi tiếng Final Fantasy là Final Fantasy Brave Exvius đã chính thức cập đến thị trường mobile thế giới. Sản phẩm đến từ Square Enix này học tập khá nhiều từ phong cách lối chơi truyền thống của Final Fantasy. Ở đó bạn sẽ điều khiển những hero trong những màn chơi theo lượt, chỉ huy họ tấn công, phòng thủ hay thực hiện các chiêu thức vô cùng mạnh mẽ. Đặc biệt với Final Fantasy Brave Exvius, game thủ sẽ được tự do trùng du thế giới, làm quen với những nhân vật khác nhau, tiếp đến vô vàn câu chuyện và nhiệm vụ hấp dẫn. Hiện phiên bản quốc tế của Final Fantasy đã có mặt trên cả hai nền tảng thông dụng là iOS và Android. Bạn có thể download game qua link download ngay dưới clip này. Tiếp đến là Sacred, series RPG nổi tiếng thời hậu Diablo, vừa chào đón thêm một hậu bản mobile mới nhất mang tên Sacred Legions. Khác với phong cách của người tiền nhiệm trên PC hay là console, Sacred Legions sẽ mang yếu tố theo lượt làm chủ đạo trong lối chơi. Thay vì những màn chơi tự do vùng vẫy giữa muôn vàn kẻ địch, nên người chơi sẽ điều khiển tổ đội đối mặt trực diện với đợt quái vật tràn về. Bạn sẽ cần kích hoạt hệ thống kỹ năng đúng thời điểm và đồng thời kết hợp giữa phong cách chiến đấu của các thành viên khác nhau. Rất tiếc là tựa game này mới phát hành thử nghiệm dành cho hệ điều hành iOS. Các game thủ Android chắc phải chờ thêm một thời gian nữa thì mới có thể trải nghiệm tựa game này. Và cuối cùng sẽ là tựa game dành riêng cho những ai yêu thích thế giới Cartoon Network. Một game mà phong cách chiến đấu sinh động, đơn giản, hình ảnh thì sống động và vui nhộn. Đó là Teeny Titans Teen Titans Go. Với tựa game này thì bạn sẽ hóa thân thành 3 dạng nhân vật khác nhau và lập nên đội nhóm để chiến đấu. Game còn đem đến cho bạn cơ hội khám phá những thành phố mới và chạy từ shop đồ này sang shop đồ khác để mua bán vật phẩm. Rất tiếc là Teeny Titans Teen Titans Go mới chào sân trên hệ điều hành Android. Các game thủ iOS hãy tiếp tục đồng hành với GameHub.vn để cập nhật thêm tin tức về tựa game này nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những điểm tin game nhập vai tuần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!